nên mình sao chỗ mình toàn khai gì sao chỗ để bạn cứ gì sao mòn thò mà là thế tỏ cho bạch cô cho và sao chỗ và là định nhân cô cho mà chú sẽ bạn mà đâu đã chia sẻ lo tôm dòng phù hợp ngày chỉ cần những toàn bàn thừa sổ bù thì mà nó chọc hình bao hông hình cầu mà rồi giờ nó đã lưu nhiều mà rồi tiết tiết bật bật cà rồ bật xe rồi mình bị bẹt tất tế mà mình phải thừa vào trong phơi đứa chờ chọn mà chỉ cần có bùn mà và tôm đã kén nếu mà sân chia ai chức năng để mình có cút bong bong đấy của bạn riêng dù định khát về thì bạn bong bong được ấp to đã đủ chức năng asthma của mình anh chậm giờ tôi ra xong phở tới bong bong rồi ok giờ mà ngào gặm xe ngào ấy bạn thì anh chậm tinh chức năng cút asthma mà anh ấy gắn gắt thân mà tôm yum ok tắc xoa bình bơ 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 nè chào vợ bò mía nhập thái súp cà ri mà nó เราปิ้งจะได้ปลาสบายคลายบ่อนะสบายกลางเงียคลายนี่คือกอลาซองบอกยังบ่อนะจะยอปีย้ำสำรอนนั่งกระดับไปดาวโอ้ยน้ำเมียวyeah.
มันจะปลายมอน Ngao chỗ mình toàn khai gì ngao chỗ rồi bạn, cứ gì ngao mòn thò mà đà thế, tỏ cho bạch cô chúa và ngao chỗ, và là định nhân cô chúa chú dẻo vậy mà thôi. Ô một trong phơi tiền hàng ngày đấy để định số bài chất à, cho môn thầy nghiện ăn, ăn đòi air dry cứ lo nó bạn mình. Lo chiên chiên lo chiên ăn được trong trong ngọc phu bị muốn tuyệt vời lắm ăn trong ngọc phu bị muốn về khá vừa khẩu ăn mà không có bị bốc thì xăm anh vậy chia chúng nó chặt ở bọc của dương trong một trong phơi cái đã cái đường tôm giấm mình thấy con anh thì tính tính là lo món cọc cọc còn hai ngao chỗ thì phần là đấy tan tôm giấm ok mình chu tôm giấm thì vô mỡ đang được ngao chỗ tôm giấm ấy cô ăn miền bình bò ăn miền anh nhỉ bạn đã sạch lên mòn sạch lên sạch mòn để sao giờ ăn miền tiêu chuẩn đấy tôm giấm nó stơ ớt có bị cái lò nó sôi cọ cọ vậy đó stơ tí con ơi tê ô lò lò nào bạn ạ đang là mày để chẹt tôm đang như đang lo tiệt ẩm lại nó kẹp bình tôm du bê ẩm bách trụ năng rắm trong phơ bị cài từ bốn lối cứ chỉ ngầu trụ địa bản rồi sau tới nhà bàn một p là hỏi có một phần nhóm đặt thêm tùm dầm tới lái thì chưa một chút tùm dầm mà được chứ nè mà hộp chân anh mà chắc sẽ bài chất chân năng rộng bà nè chân năng rộng chân năng cái việc của bông cả đà đó họ đi phân nông đưa cái cụt chân năng đưa cái bụi phân nông nữa nếu lo tới vật thì sẽ sang những anh nơi đang chỉ cần tiền thì bạn do từ giờ từ ao hàng restaurant thì bờ cài rồi ấy đã đặt từ vật hay học sẽ cái này lo thì bạn á tại khi chỉ cần thì sẽ bài chật ấy này mình này khi chức năng sẽ bài chật này khi đặt từ vật một về giờ cô một hôm vật bị đau chân nhé này cái này anh bên đây này thế vật đau chân pin này bây giờ cô hiện đá ở vật pin này cô ở xong nói đây.